Đây là một chân của một em bé bị ghẻ. Đây, bị ghẻ trong từ trong máu nha quý vị. Ghẻ hết cái chân luôn. Dạ. Bây giờ tôi luôn khuyên là phụ huynh em bé là đừng cho em bé ăn thịt heo nữa. Bởi vì tôi ăn thịt heo tôi cũng bị ghẻ nữa. Em ăn thịt heo em bị nổi mấy ghẻ hột hột, em cũng ngứa ngứa, em phải xức cái thuốc lên. Bởi vì trong thịt bây giờ nó bỏ thuốc tăng trưởng nhiều quá, thịt heo với thịt gà đó, nên em bé này không được rồi, nó không ăn thịt được. Nó ghẻ quá trời, ngứa quá trời, thằng nhỏ nó gãi giống như là gãi như khỉ luôn. Cho xuống, phải xuống sông nước cái mình sông nước biển mà đúng không? Cho nước mặn, nước mặn luôn á, nước muối luôn mà. Đen. Cho tắm còn hơi lấy cái cho nó tắm nước muối hộp đi. Nhà có muối hộp không? Rửa nước muối cho nó. Nó rửa, ngứa gì à? Rửa nước muối bị lâu chưa? Bị cũng 2 tuần.